Apple China, đó là ngày bởi vì là đi học nó giống như thực tập trước khi đi học Las Vegas Apple bên nào I'm gonna go to school bus. I don't know if I have enough, but kindergartner, name teacher, and what bus they were. Because a lot of times, like, who passes? Tony bus. Because I know sometimes people come over and start. Apple. I'll talk as you know as little as I can, but I feel uncomfortable knowing how you feel. Yeah, it is what it is. I try not to. Press wheel. Hey, say hi. Daddy Carnival. Đang học tài gì đó? Là chào đang học tài gì đó? Stuck now. We are stuck. Đang trên cao. Chào Đi này là đất Wonderland, nó nằm ở khu Amish, khu mấy người người Dutch, cũng là ở Lancaster. Trong cái bãi này là có cái bãi đậu RV để cho mấy người đi camping. Đó, họ vô đi họ chơi xong rồi ở luôn, họ ăn uống đây luôn. Đó, cho mấy người ở có RV hoặc là mấy người mà không mua RV thì ở hotel ngay trời xanh rất là đẹp. Bên này là chốt này nữa.
vô là bị sát cổng người này, có cái mốt này gọi là cái mốt nè. Hồi xưa là cung đình là nó có cái này để nó chống quân rồi nó tấn công vô á, nên nó có qua một bãi bãi sông. There you go guys, come on, go. Oh, more kingdom. Look at that. I feel like I'm in Europe. Nice. Bên này giống ở Bell không? Giống castle của Bell không? Wow, sát cổng. Oh, there's a train station. You want to go to train station first? Ta tìm chỗ ngồi trước đi. That we go on train, we have everything here. We have a train for you too. You want to go on train, right? Vui đó. Bên này vui đó. Chỗ này chỗ mới. Đẹp. Đợi đi tìm chỗ ngồi. Tìm chỗ để đặt chân đồ đó. Trước chơi, we're gonna go to waterfall. Cái này gọi là gì? Lion, Dragon's Lair. Dragon Lair. Vô hang động của Dragon. Oh. Bên này đi kia này chứ không là con đi ra lại. No, it's fine. Nó theo cái track mà. No. It is. Bây giờ mình chạy. Nhìn thấy đó. Thank you.
Đây có một chỗ bán bia, bia rượu. Chỗ ăn chơi được sao có bia rượu mới vui. Okay. Ồ, xe lửa đi qua rồi. Con ngựa. Cái trò chơi này gọi là monorail. Mình sẽ lên xe lửa. Và mình chạy một vòng. Gang Kalahari. Từ xa leo lên tháp, leo lên cái nói của chị Hoa để em nghe đội. Giờ mình đang chờ xe lửa, xe lửa bay kinh chờ. But now we're gonna check this out, okay? Train has finally arrived. Can I say that right? So far, yet so close. What do you got over there? Manet, you want to go look over there? Exploration Island. Oh, it's a park. Here you'll be over 20 dinosaurs and their families. Little explorers will visit the Dino Dig fossil area, where dinosaur remains are unearthed every day. You'll also see guests enjoying the thrill of driving on the turnpike ride. This ride was one of the four original rides at Dutch Wonderland when it opened in 1963. It was moved to a current in 2014 and more than doubled in length. Yeah, it is a lake. We're approaching Millstream Eatery on the right. Oh, look at that here one. You can enjoy a variety of delicious food and treats and oh, get down, get in air-conditioned comfort. The outdoor picnic pavilion at Millstream Eatery is a great place for deer food picnics, such as this is nice. Company picnics, daycare outings, and more. Dutch Wonderland continues to provide kid-friendly rides, entertainment, and special events. The park is beautiful. The rides are a lot of fun. A park right over here somewhere. We are now approaching the grass. The entrance to the famous Dutch Wonderland Castle. Inside the home of the castle gift shop and our own sit-down restaurant, Merlin. Also located inside the castle is guest services. Stop by on your way out of the park to check out our seasonal and attractions, trick-or-treating, special shows, and more.
during select dates in Duke November Lagoon. December. Dutch Wonderland. That's the castle right there. Dutch Winter Wonderland. You'll be free to play splash and fun with a multi-level water play platform, kid-sized slides, and more. But what the kids enjoy most is the domestic world water. Everything is my favorite. Sky ride. Ủa sao sao gió ngoài chung đi? Go. Apple. Okay. Đại pin. Exploration Island là lãnh đảo hả? Là lãnh đảo. Muốn lên không? Thoát khỏi. Explore the island thôi. I think a lot of walking. Let's go, let's go, let's go. Yeah, the boat ride. Got it. Exploration, that's okay. Mining. God. Trong thời gian chờ đợi đang chơi với cát cho nên là khu mình gọi là explore exploration. Khám phá. Mình nào nào đã tìm được bộ xương của mấy con khủng long dinosaur. Thời gian chờ đợi chuyến tàu. Bây giờ mình đang chờ đợi thuyền. Thuyền đi explore, đi tour. Hôm đó là đang xe, đang lái xe vòng vòng. Thuyền đã tới. Bây giờ mình đầu tàu luôn. Oh, look at that dinosaur right there. Free milk. Yeah, free milk.
Ah. Oh, it's a dinosaur. It's moving its tail. Oh, there's a tail sticking out. Oh. All right, explore some, right? So you explore young room. I take a dinosaur, right? That's all the dinosaur, right? Dinosaur. Remain seated. Rừng cao su, rừng cao su. Trong thời gian chờ đợi đi tiểu, đi là phải xách theo này nên cho nó mới có đủ được sữa rồi. Apple. Đây có mấy cái quán rồi bán đồ ăn, đồ dọc đường. Chỗ này cực kỳ rộng. Đi nãy chắc 1/3. Apple. Cái nào là uống cực uống ở nhà. Chỗ này đang bị chưa hợp hát mà bây giờ mình đi bị qua bên xong bên bên nước. Chỗ này rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Yeah, that's the one. Đi qua chỗ này, chỗ này có bên đai vậy. Bên chỗ này là chuẩn bị coi show, đông khán giả đang ngồi chờ đợi. Bên đây là ngồi chờ đợi đúng không? Năm phút nữa bắt đầu, coi như là phải bên dài tiếng là nó có một show khác nhau. He is a phenomenal stuntman. He is joining us all the way from Texas. Folks, give it up for Dylan! Underwater, so please wait until they break the surface for your round of applause. Thank you so much. Woo!
Let's go, Zach. Let's go, Zach. Giờ đâu cho đâu, nó không cho mà. Rất tiếc mình mới đi có một bên thôi, mình chưa có qua bên khu nước. Tại vì đã bụng hết rồi, giờ mình sẽ đi ăn buffet. Ok. Thì gia đình đã cũng mệt mỏi. Mấy mình mỏi mà tại đói bụng quá. Bây giờ sẽ ghé một cái chỗ rất là nổi tiếng khu này, mà rất là nổi tiếng bên miền này, East à. East là miền Đông. Oh, yeah, đúng rồi. Miền Đông.
nước Mỹ, gà bự nhất nước bên nước Mỹ luôn, gần hơn 500 món, 500 món. Mà bà con ai cái này cũng khuy lịch, bên nên xe bus được cũng sắp đây thường thường xuyên và Sherry Maple, gọi là Sherry Maple, chứ là người của người Hà Lan, đoàn rất là tươi, rất là đông luôn. Khách hàng để mà vô cái buffet này rất là đông, phải lớn nhất ở Mỹ, lớn nhất East Coast. Apple. Đang chờ đợi ăn nó bụng nữa phải không? It's hungry, right? I like this spray. Yeah. I love it. Hôm nay mình cực kỳ rộng luôn. Rào. Steak. Cho bằng luôn steak steak. Đây là ghim. Thấy không? Thịt bò nướng tươi, nấm và cá. Sau khi ăn một bữa no nê, chúng ta đã no, bây giờ ăn dessert. No quá trời. Ngoài giữa là bán cá, cá nướng, thịt sườn nướng, bò chiên. Pha mấy cà phê uống đây, người ông ấy sơ nè,
Let's go, Anna. I don't know what to say. Đó là người Hà Lan hồi xưa là Dutch, gọi là cái là Dutch County. Bây giờ họ giờ vẫn sống như vậy. Cũng có ngựa. Còn bao gì? Dạ, con tới đây. Nãy vô. Nãy vô xuống 5 pound vô buffet lên 10 pound. Say maple smoothie.